Xin chào tất cả các bác nhé. Các bác ơi, lại tiếp tục là em đây. Thì hôm nay thì em lại lên clip giới thiệu cho các bác bộ dao bếp. Bộ dao bếp bếp này là sẽ là một bộ dao bếp đầy đủ chức năng, có đánh chống dính luôn nha các bác. Bản truyền thống mà có đánh chống dính đấy ạ. Đánh chống dính cho tất cả các bác. Mà các bác muốn cái sự điêu luyện một chút thì mình có thể mình chọn cho mẫu đánh chống dính của bốn con dao này, nó sẽ đầy đủ một bộ, đấy là con dao chặt xương to này, con chặt gà vịt, con dao chuyên thái và con dao thái lọc. Đấy, nó sẽ đầy đủ chức năng để mình sử dụng trong gia đình cũng như làm hàng trong đầu bếp và trong nhà bếp các kiểu mọi thứ luôn nhé các bác nhé. Rồi ạ, thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một mẫu dao, đó chính là một mẫu dao chặt xương. Bộ dao chặt xương này thì nó cũng là nó có một cái bản của nó là không chống dính, còn bản này thì bên em sẽ làm chống dính của nó. Thì nó sẽ có cái các bác, em sẽ cho các bác nhìn cái kiểu chống dính của nó như này này các bác này. Đấy, đây là bàn chống dính có hai chốt này, có hai chốt đây, khâu và chốt đồng đỏ này, các bác có thể nhìn thấy được đây này. Đây là mã của nó là G06TDD. G06TDD này thì nó sẽ có thông số cũng thật như sau nha các bác nhá. Con này nó sẽ dài lưỡi khoảng 23cm và bản rộng của nó là 10cm, dày của nó là 6mm. Đây, bên này là một mặt nhám, còn bên kia là bên đánh chống dính. Chống dính thì mình chỉ làm một mặt thôi nhá các bác nhá, mình sẽ không đánh hai mặt, tại vì đánh hai mặt thì lúc mà mình chặt hết thì nó sẽ in lên, in cái hình lên thức ăn là cái thứ nhất, thứ hai là nhìn cái nó sẽ không được đẹp. Chống dính thì thường thường thì mình chỉ đánh một bản thôi, một bên thôi. Đây là mình sẽ có một cái lỗ treo ở đây. Đó, con này thì để mình có chức năng là chuyên để chặt xương to như xương ống, xương chân giò, xương bò và xương tụ. Đấy, đây sẽ là toàn bộ con dao đánh chống dính này. Em sẽ cho các bác xem kỹ hơn về cái đánh chống dính này. Đó, đây là hoa văn chống dính của con dao này nhé các bác nhé, đánh kiểu hoa văn rất là đẹp luôn. Đẹp. Tất cả dao của Phúc Sen đều có chữ dập chìm đây, có tem chống giả đây. Đấy, các bác mua hàng các bác yên tâm để mình không phải mua phải hàng nhái nhá, em mình check thì mình có thể ra cái doanh nghiệp của bên em luôn. Đấy, đây là con dao G06TDD chuyên để chặt tất cả các loại xương. Đấy, đánh hoa văn chống dính đây. Ok, tiếp tục nhá, em sẽ đặt vào đây để tiếp tục thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu dao, đó chính là mẫu dao chặt gà. Mẫu dao chặt gà này thì kiểu dáng nó cũng như vậy thôi, kiểu dáng nó cũng là bản vuông như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn, thiết kế nó sẽ nhẹ hơn và độ dày lưỡi nó cũng sẽ bé hơn. Nè, cái này, con này thì mã của nó là G05TDD, cũng đều đánh chống dính như con này luôn. Đây, em sẽ cho các bác xem cái kiểu dáng chống dính của nó. Đấy, thì con này sẽ nặng khoảng 500 đến 600 gram, dày 3 ly và dài lưỡi của nó là 22 và bản rộng của nó là 8,5, đều có hai chốt đinh đồng đây, hai chốt đinh đồng và cán gỗ cầm trị khâu đồng đỏ đây. Đấy, chuyên để chặt gà vịt và chặt sườn nha các bác nhá, chặt được sườn nhỏ và tiện tay thì mình vẫn có thể mình dùng con này để mình thái luôn nha các bác nha. Đó, đấy là mẫu G05TDD, đều đánh một mặt nhám và một mặt chống dính đây, một mặt nhám và một mặt chống dính. Đấy, nó sẽ không đánh hai bên như em đã nói nhá các bác nhá, chỉ đánh một bên này, lúc mà mình cầm này, mình thái, mình chặt thì nó sẽ không dính vào đây. Đó, đây là chức năng chống dính. Chống dính thì nó vừa có, thứ nhất là nó vừa trang trí cho con dao đẹp này, thứ hai này nó là cái để chống dính đấy. Đấy, đây là G05TDD nhá các bác nhá. Đấy, mình vẫn có thể thái được, con này thì khá là đa năng, thái được, nó nặng khoảng 500 đến 600 gram thì mình thái nó không mỏi tay và cái độ dày của nó là khoảng 30mm thì mình vẫn có thể mình thái được nha các bác nha. Đó, đây là mẫu G05TDD. Tất cả đây đều có một cái lỗ để mình dùng xong thì mình có thể mới treo lên ở đấy, như các bác có thể nhìn thấy ở trong hình này. Tiếp theo thì sẽ là một con dao thái, dao thái mã của nó là G03TDD. TDD này thì nó sẽ có hoa văn chống dính chấm tròn này. Thật ra thì hoa văn chống dính chấm như này vẫn có nhá, của con G03TDD. Đấy, em sẽ cho các bác này. Chống dính thì mình rõ có, mình có thể đánh rất là nhiều loại hoa văn lên đây. Đó. Do thái thì nó chỉ có một chốt thôi, một chốt. Tất cả các cái chất liệu bên em làm đều là gắn gỗ cầm chỉ, khâu và chốt đồng. Bộ này em giới thiệu cho các bác là khâu và chốt đồng. Và sản phẩm của bên em thì đều có chữ dập chìm HTX do Phúc Sen ở đây. Và có cái tem chống hàng giả ở đây thì mình dùng cái check thì mình vẫn có thể mình check ra được nhá. Ở đây này, đều có một cái lỗ treo ở đây. Lúc mà mình dùng xong mình treo, mình có thể treo lên đây. Cả ba con dao thì mình đều có như vậy. Thì con dao chuyên thái này thì nó sẽ có chức năng như sau ạ. Nó sẽ có thông số kỹ thuật như sau. Dài lưỡi của nó là 22 và bản rộng 7,5 nhé các bác. Bản rộng 7,5
Và ở đây nó sẽ dày dày khoảng 1,5 ly. Thật ra bản chống dính thì nó phải hơi dày một chút thì mình mới đánh chống dính được. Đâm ra con này nó sẽ dày khoảng 1,5 là sẽ là nhiều nhất, dày nhất rồi. Còn đâu thì nó sẽ rơi khoảng 1,4, 1,3 đó nhá các bác nhá. Con giáp thái chống dính. Chống dính thì mình phải dày hơn một chút thì mình mới đánh chống dính được đó. Đây ạ. Đây là mẫu G03TDD da thái chống dính. Thái rất là êm luôn, rất là nhẹ. Tại vì nó chống dính, thứ nhất là vừa đẹp, thứ hai là nó vừa thái nó cũng không lo nó bị dính vào dao. Đấy, đấy là cái chức năng của nó. Đây, đây nha. Rồi ok, tiếp tục ạ. Tiếp tục trong bộ dao này thì em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về cái con dao. Đó là con dao bầu lọc. Con dao bầu lọc này thì nó mã của nó là G10TDD. G10TDD này thì cũng đều được đánh chống dính nè. Con dao bầu lọc G10TDD đều được đánh chống dính như này này. Em sẽ cho các bác xem cái mẫu chống dính của nó. Đấy, đều được đánh chống dính như vậy. Đều có một chốt nha các bác ơi. Dao thái và dao thái lọc nó chỉ có một chốt thôi. Một chốt là nó chắc chắn rồi các bác yên tâm. Không phải là mình nhiều chốt thì mình nhìn nó an toàn. Thế ra không phải. Cái này là do mình lúc mà mình chốt đây này, chốt ra an toàn rồi, có khâu, có keo, nó rất là chắc. Con này rất là nhẹ các bạn. Con này nó khoảng 2,5 gram, có con 2,5 đến 300 gram. Tất cả đều được đánh chống dính một mặt và một mặt nhám nhé các bác nhé. Nó không thể đánh chống dính hai mặt được đâu nhỉ. Đâu ạ các bác ạ. Sản phẩm của hợp tác xã Gia Phúc Sen đây, luôn luôn có cái chữ giật chìm nhá. Nên là các bác nhận hàng, mỗi các bác được xem hàng mà các cửa hàng ra xem thoải mái thì các bác sẽ phân biệt đây là có chữ giật chìm, có tem chống hàng giả. Và luôn luôn trong cửa hàng thì sẽ có cái hóa đơn đóng dấu đỏ cho mình nhá các bác nhá. Đây, đây là bản chống dính. Nó sẽ có thông số kỹ thuật như sau ạ. Thì dài lưỡi của nó sẽ là 22 và bản rộng của nó là 7,5, bản rộng cái bầu này 7,5. Và con này nó mỏng thôi, con này khoảng 1 ly này đánh chống dính và nó vẫn 1 ly được này. 1 ly đến 1,5 ly thì con em đang giới thiệu cho mọi người là 1,5 ly, rất là mỏng luôn, rất là nhẹ, nhẹ cực luôn. Con này khoảng 250 gram thôi để mình thái lọc. Có thể chọc tiết đấy các bác. Các bác hay dùng mẫu này để chọc tiết đấy ạ. Là cái mẫu này nhá các bác nhá. Bầu lọc và thái lọc. Đấy. Kiểu bản này là bản truyền thống. Đấy. Một cái bản truyền thống. Đây. Em sẽ cho mọi người nhìn lại một lần nữa này. Đúng không? Văn chống dính ở đây rất là đẹp nhỉ các bác nhỉ. Các bác thấy thế đúng không ạ? Đó. Đây là mẫu cái G10TDD. Rồi ok, em sẽ đặt lên đây này. Đấy. Đây là tất cả bộ dao có chống dính. Một bộ dao đánh chống dính mà kiểu bản truyền thống. Tất cả dao chặt gà, chặt vịt và chặt xương đều là bản chống dính. Đều là bản chống dính nhưng mà nó được thiết kế theo kiểu truyền thống, kiểu cũng dao bầu. Đấy thì các bác mà đang quan tâm, đang xem clip thì mình ưng con nào thì mình có thể gọi đến số 0987240733. Hoặc là các bác có thể comment vào đấy thì bên em cũng sẽ có bán lẻ. Hoặc là mình mua cả bộ thì mình cứ gọi điện và mình hoặc các bác để lại comment ở đây thì em sẽ liên hệ lại tất cả mọi người nhé các mọi người nhé. Đây em sẽ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng lại bộ dao chống dính. Cái chống dính này nhìn nó rất là đẹp đấy. Ok tất cả các bác nhá. Các bác đang xem clip thì cũng như mọi khi thì các bác sẽ xin một nút đăng ký kênh nhá. Em xin một nút đăng ký kênh để các bác có thể nhận được thông báo khi mà em có clip mới, những con dao mới để em giới thiệu cho mọi người. Thì mọi người có thể lên đấy tham khảo tìm được con phù hợp thì các bác có thể mua nó về sử dụng trong gia đình của mình hoặc là mình làm hàng nhé các bác nhá. Ok các bác cứ có đặt hàng hoặc là có vấn đề gì thì mình có thể cần tư vấn thì mình cứ gọi đến số 0987240733. Hoặc là các bác đang muốn tham khảo tất cả các mẫu dao thì mình có thể lên trang web của hợp tác xã Gia Phúc Sen là hxgiaophucsen.com hoặc là giaophucsen.vn. đấy là trang web của bên em nhé các bác nhé. Ok, chắc là em sẽ dừng cái clip này tại đây ạ. Thì hẹn tất cả các bác trong một clip sau thì em sẽ giới thiệu nhiều mẫu dao hơn nữa nhé các bác nhé. Ok. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.